Xin chào quý vị và các bạn. Mưa dông là thời tiết cảnh báo nhiều trên khu vực do cùng lúc nhiều yếu tố gây mưa đang kết hợp khiến mưa dông diễn ra suốt từ khu vực Thanh Hóa trở vào đến tận Cà Mau, đi kèm với thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Lúc này do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9 đến 12 độ vĩ Bắc đang có xu hướng nâng trục dần lên nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông, khiến gió đông trên cao đẩy ẩm vào đất liền và kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Tất cả các yếu tố này đang cùng lúc gây ra một đợt mưa trên diện rộng tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Cảnh báo mưa dông mạnh sẽ xuất hiện tại nhiều nơi với lượng mưa là rất lớn. Khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, có nơi trên 350mm một đợt. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thì có mưa rào và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 40 đến 70mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 100mm. Thời gian mưa nhiều vẫn tập trung từ chiều đến tối đêm, còn ban ngày ở các khu vực này thì vẫn có những quãng giảm mưa. Dự báo mức nhiệt cao nhất ngày mai tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ sẽ phổ biến từ 30 đến 33 độ. Khu vực vùng cao Tây Nguyên nhiệt độ giảm hơn, chỉ từ 27 đến 30 độ. Trở ra phía Bắc, do ảnh hưởng của đới gió đông đến Đông Nam nên những cơn mưa rào và dông thì vẫn xuất hiện tại khu vực đồng bằng và ven biển. Do mưa nhiều về đêm nên mức nhiệt thấp nhất ban đêm chỉ từ 24 đến 26 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Còn ban ngày trời chuyển nắng nhiều và khá oi với mức nhiệt dao động từ 30 đến 33-34 độ. Chuyển sang tin về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. 16 giờ chiều nay, áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 360 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển là hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Từ đêm nay, trên toàn bộ khu vực Biển Đông, bao gồm hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, đều có thời tiết xấu, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9 gây biển động, đi kèm với mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 5 tháng 10 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.